Quý cô bác và anh chị kính mến, Minh Đường Tử Vi rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, có nhiều vận may ập đến bất ngờ, trúng số đổi đời, xứng tầm đại gia, tiền bạc ùn ùn đổ về như thác lũ. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, đó chính là nội dung video như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác. Tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, biết được thiên cơ, hưởng trọn lộc trời. Làm ăn trúng lớn, tiền có đổ về như nước lũ, giàu nhanh chóng mặt, đúng trong 3 tháng cuối năm 2024 âm lịch. Quý anh chị tuổi Tân Dậu thân mến, nếu Tân Dậu tin vào mệnh số, mong Tân Dậu hãy hiểu, không có một vị thần linh nào quản lý mệnh số mong Tân Dậu bỏ cuộc cả. Chẳng có lợi lộc gì ở đây, khi một con người từ bỏ mọi thứ, chán nản buông xuôi, mọi thử thách trong cuộc đời Tân Dậu đều đi theo những dòng nghiệp lực, những hạt mầm không tốt do Tân Dậu đã từng gieo trong những phút vô minh của cuộc đời. Nên khi có chuyện xấu xảy ra mà Tân Dậu phải suy tư đối diện, hãy hoan hỷ từng giọt nghiệp lực tiêu tan chính là cơ sở cho sự bình an dần thành hình. Lại nói trời không bắt cá phải bay, không bắt chim phải bơi lội, nên những khó khăn của cuộc đời con người đều luôn ở trong khả năng bản thân có thể xử lý. Lẽ dĩ nhiên, khi Tân Dậu đối diện với vấn đề, Tân Dậu hay tự cho rằng những người xung quanh không phải người trong cuộc nên họ không hiểu được độ khó của vấn đề. Sự quanh co của nỗi niềm vất vả, nhưng bài toán càng khó chứng tỏ vị trí của Tân Dậu càng cao, tiềm năng của Tân Dậu càng lớn, nên có người chỉ dắt tay lên chán lo tiền triệu. Lại có người phải hối hả vì tiền tỷ, hay khó nhất là những người tiền mất tình tan, sức khỏe bất ổn, chạm đáy của nhân sinh, chạm đỉnh của nỗi muộn phiền. Có những người không giúp Tân Dậu được, nhưng họ đã cầu nguyện không ngừng cho Tân Dậu hồi hướng, chắc chiêu từng giọt công đức. Mong Tân Dậu kiên cường, vững tâm. Có những người dù sức nhỏ bé cũng đã cố gắng hối hả ngược xuôi để hùng con thuyền của Tân Dậu nhích dần. Có những người lựa chọn bản quan vô tâm hoặc nói lời xúc xiềng là để Tân Dậu có thêm động lực từ sự nghịch cảm, xúc cám cảnh, vì sự bị khinh thường của nhân sinh. Có những người tranh thủ hại Tân Dậu bỏ đá xuống giếng, chính là lấy một phần phúc của họ mà bù trừ sang phần nghiệp của Tân Dậu. Nên dù tốt dù xấu, người đời đều đang giúp Tân Dậu theo một cách nào đó. Thần linh không mong Tân Dậu bỏ cuộc, người đời không trông Tân Dậu buông xuôi, đời sống chỉ có một lần sinh tử, Tân Dậu còn chẳng ngần ngại. Tân Dậu sợ cái gì mà không chiến, tiếc nuối gì mà không cửa cái mệnh của mình lên bánh xe dẫn số xem bên nào là bên có thể mỉm cười đến cuối. Mới đây nhất, khi xem vận mệnh của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, các bậc thầy tử vi cho biết, bước sang 3 tháng cuối năm 2024, anh chị tuổi Tân Dậu sẽ đón nhận thiên mệnh đổi dần sang giàu. Chỉ cần chuẩn bị trước được 3 điều này là mọi khổ đau trong đời lập tức hóa thành phúc lộc, nốt phần đời còn lại tai qua nạn khỏi, hưởng phúc trời ban, an nhàn bên con cháu. Vậy, vận trình của người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 theo luận giải mới nhất diễn biến ra sao trong 3 tháng cuối năm 2024 này? Bản mệnh cần chuẩn bị điều gì và phải lưu ý điều gì? Tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi chia sẻ chi tiết ngay sau đây. Tổng quan vận trình tử vi 3 tháng cuối năm 2024 của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Theo tử vi, 3 tháng cuối năm 2024 sẽ là một khoảng thời gian đầy hy vọng cho bản mệnh tuổi Tân Dậu. Sau khi trải qua một năm 2023 không được thuận lợi, vận trình sẽ có những bước nhảy vọt đáng kể, mang lại nhiều may mắn và thành công. Công việc và kinh doanh sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tài chính cũng sẽ tăng trưởng liên tục, tất cả những nỗ lực và công sức đã bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Trong lĩnh vực công việc,
Tân Dậu sẽ trải qua một giai đoạn phát triển mạnh mẽ và sự bình tĩnh cùng sự sáng suốt của bản mệnh sẽ giúp Tân Dậu nắm bắt mọi cơ hội, đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Những người đứng đầu cũng sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn, góp phần tạo nên những thành công mới cho tập thể. 3 tháng cuối năm 2024 hứa hẹn là một khoảng thời gian thuận lợi về tài chính. Với sự phát triển của công việc, Tân Dậu sẽ có nhiều cơ hội kinh doanh và buôn bán, cũng như tăng lương và thưởng. Đối với những người hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, sẽ có vị thế vững chắc trên thị trường và thu hút được nhiều khách hàng tiềm năng. Mặt tình cảm có thể trải qua những biến động tích cực và tiêu cực. Để duy trì mối quan hệ lâu dài, Tân Dậu nên nghiêm túc và chân thành trong mối quan hệ. Hãy cẩn thận với những lời ngọt ngào của người khác để tránh bị lừa gạt. Đối với những người đã có gia đình, hãy giữ khoảng cách đúng mực với người khác để tránh xung đột. 3 tháng cuối năm 2024, sức khỏe của người tuổi Tân Dậu sẽ được duy trì tốt. Thậm chí một số người còn có thể chữa khỏi những căn bệnh mãn tính từ lâu. Hãy duy trì chế độ sinh hoạt khoa học và rèn luyện thể chất để luôn khỏe mạnh. Sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 trong 3 tháng cuối năm 2024. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, tháng này sẽ là khoảng thời gian nhẹ nhàng và phát triển ổn định với tuổi Tân Dậu. Công việc vốn thế nào cứ thế ấy mà làm. Dưới sự che chở của các tinh thiên ấn, mọi sự sẽ thuận buồm xuôi gió. Tháng này có thể sẽ là khoảng thời gian đầy tiềm năng và cơ hội đối với con giáp này. Khi bạn bước vào giai đoạn hoàn thành các kế hoạch và mục tiêu mà mình đã đặt ra từ đầu năm, để vừa tạo ra một cái kết đẹp cho năm 2024 và cũng là để tạo tiền đề cho năm mới 2025. Tuy nhiên, một số người có thể sẽ chọn giải pháp an toàn, không muốn tranh đấu quá nhiều trong khoảng thời gian này, chỉ muốn an phận làm xong việc của mình. Điều này cũng không có gì sai, tùy thuộc vào lựa chọn của mỗi người, nhưng quá thụ động cũng sẽ gây bất lợi cho sự phát triển sự nghiệp của bạn, nên có sự cân nhắc cẩn thận. Tháng này, vận quý nhân của tuổi Tân Dậu cũng khá dượng, nên khi cảm thấy khó khăn, bế tắc, bản mệnh đừng ngại ngần mở lời nhờ bạn bè, người thân giúp đỡ, có người còn may mắn gặp được những người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi trong những cuộc họp, hội thảo. Đó là cơ hội để bạn học hỏi và xây dựng mối quan hệ. Nhưng trước đó, bạn phải nỗ lực hoàn thiện bản thân. Vận may chỉ đến với những người có sự chuẩn bị sẵn sàng. Nếu bạn là người đang làm trong lĩnh vực biểu diễn, truyền thông, nghệ thuật, danh tiếng của bạn có thể tăng lên cao hơn trong tháng này. Điều này cũng sẽ giúp bản mệnh nhanh chóng thăng tiến trong sự nghiệp cá nhân. Nhìn chung, để phát triển sự nghiệp, tuổi Tân Dậu cần duy trì thái độ tích cực, lạc quan, dũng cảm đối mặt với thử thách, sẵn sàng đương đầu với nhiều tình huống khác nhau, đồng thời không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực. Ở thời điểm này, nếu bạn giữ thái độ làm việc hời hợt, lười biếng, sẽ hình thành nhiều ảo tưởng phi thực tế. Khi đó cho dù con giáp này có năng lực làm việc mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ chẳng có ích gì. Vì vậy, trọng tâm của tháng này là tuổi Tân Dậu cần điều chỉnh lại thái độ làm việc của mình để sự nghiệp có thể phát triển ổn định và đạt được những thành tựu lớn hơn. Xét về phương diện tài lộc, tháng 10 âm lịch này, tài vận của tuổi Tân Dậu khá ổn định, công việc thuận lợi, ít có sóng gió, nên đảm bảo cho bạn nguồn thu nhập đều đặn trong cuộc sống thường ngày. Bản mệnh có khoản ra khoản vào, nếu biết quản lý tài chính hợp lý thì bạn gần như không phải lo lắng gì về tiền bạc ở thời điểm hiện tại. Lưu ý tháng này có các tinh thiên ấn hỗ trợ, nhưng các tinh này không phải tài tinh, nên con giáp này cũng chớ vội vàng tính chuyện làm ăn lớn hay đầu tư một cách ồ ạt. Tháng này những người làm văn phòng sẽ có chiều hướng khả quan hơn trong tài vận với người làm kinh doanh. Nếu có thể duy trì thái độ thận trọng, đồng thời kiểm soát rủi ro, bạn sẽ có được thu nhập kinh tế ổn định. Ngoài ra, việc lập kế hoạch tài chính hợp lý và tránh tiêu dùng mù quáng cũng là cách quan trọng để bạn duy trì vận may tài chính tốt trong giai đoạn này. Tuy nhiên, tình hình này với những người có tham vọng lớn thì bạn lại cho rằng mọi thứ đang dậm chân tại chỗ. Tuổi Tân Dậu sẽ có dự định tìm kiếm các nguồn đầu tư làm ăn mới để kiếm một khoản lớn cho dịp cuối năm. Dù vậy, bạn không nên quá mức sốt ruột với tình trạng này mà đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, tháng 10 âm lịch này, chuyện tình cảm của tuổi Tân Dậu có thăng cũng có cả trầm, nhiều thay đổi theo cả hai chiều hướng tích cực và tiêu cực.
Dù thế nào đi nữa, con giáp này nên chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng đón nhận mọi điều có thể xảy ra. Mối quan hệ vợ chồng có thể gặp một số khúc mắc dẫn tới rạn nứt, nhưng nếu hai người có thể duy trì sự giao tiếp và thấu hiểu lẫn nhau, thì mọi thứ rồi sẽ qua nhanh và mối quan hệ tình cảm lại bền chặt như xưa. Người độc thân tháng này trở nên cực kỳ đào hoa, bạn nhận được sự quan tâm chú ý của người khác giới. Thậm chí bạn có thể nhận được lời bày tỏ của người khác, tình cảm nảy nở nhanh chóng, hứa hẹn nhiều trải nghiệm thú vị và bất ngờ. Xét về phương diện sức khỏe, tháng này, Nguyệt lệnh lâm đất bệnh, cảnh báo tuổi Tân Dậu nên chú ý giữ gìn và rèn luyện sức khỏe thường xuyên để nâng cao thể chất, hạn chế bị bệnh tật ghé thăm. Những người vốn có sức đề kháng kém sẽ dễ gặp tình trạng bệnh vặt. Nếu không chăm sóc bản thân cho tốt, rất có thể bệnh sẽ dai dẳng, ảnh hưởng tới sinh hoạt thường ngày và còn để lại mầm mống nguy hại cho cơ thể bạn. Bước sang tháng 10 âm lịch, thời tiết dần trở lạnh, tuổi Tân Dậu cần làm tốt công tác giữ ấm. Với thời tiết này, tuổi Tân Dậu rất dễ mắc các bệnh thương hàn như cảm lạnh, sốt. Tuy là những vấn đề nhỏ, nhưng việc các bệnh này xuất hiện thường xuyên vẫn sẽ mang đến rất nhiều bất tiện cho bạn và thậm chí gây ra tác động tiêu cực tới cuộc sống của bạn. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, tháng này, tuổi Tân Dậu cần phải xác định tinh thần đối diện với nhiều khó khăn, khúc mắc trong công việc có thể xuất hiện ngoài ý muốn. Cục diện tương phá sẽ đem tới nhiều tác động tiêu cực cho vận trình của bạn. Bản mệnh cần phải cố gắng làm mọi việc dựa vào sức của mình là chính, chớ nên nghĩ đến việc dựa dẫm, phụ thuộc vào bất cứ ai. Bạn là người trong cuộc, bạn hiểu rõ nhất điều gì là cần thiết với mình. Vì thế, đừng lung lay quan điểm chỉ vì lời bàn ra tán vào của người ngoài. Một khi đã xác định được mục tiêu cho mình, bạn cần tin tưởng vào định hướng ấy. Nếu có ai đó cung cấp thêm cho bạn thông tin, thì bạn cần phải kiểm chứng kỹ càng, chớ dội cả tin kẻo sập bẫy của kẻ xấu. Hãy nhớ rằng, không có thành công nào từ trên trời rơi xuống, bạn phải bỏ công sức ra thì mới mong nhận lại thành quả. Dưới tác động của nguyệt lệnh mộc dục, một số người thường trở nên nông nổi, thiếu kiên nhẫn hay bỏ dở công việc giữa chừng. Nếu cứ tiếp tục tác phong làm việc như vậy, con giáp này sẽ rất dễ làm xấu đi hình ảnh của mình trong mắt lãnh đạo. Hơn nữa, bạn sẽ gây ra nhiều rắc rối cho tập thể, mãi dậm chân tại chỗ và tạo cơ hội cho kẻ khác vượt qua. Tốt hơn hết, tuổi Tân Dậu cần lập kế hoạch làm việc rõ ràng và thực hiện theo một cách nghiêm túc. Khi cảm thấy mệt mỏi, bạn có thể nghỉ ngơi một chút, xong đừng dừng lại. Xét về phương diện tài lộc, vận trình tài lộc của tuổi Tân Dậu trong tháng 11 âm lịch này đang đứng trước nhiều nguy cơ do cục diện tương phá đem lại. Có lẽ ở thời điểm hiện tại, bạn không nên mong mình kiếm được bộn tiền. Ngược lại, chỉ cần bạn đưa ra những quyết định sáng suốt, không gây hao tài tốn của là đã may mắn rồi. Con giáp này cần hết sức cẩn thận với những lời mời gọi đầu tư, hợp tác, đặc biệt là với những người bạn không hiểu rõ. Thậm chí, nếu có ý định hợp tác với bạn bè, người thân, thì bản mệnh cũng cần cân nhắc thật kỹ, đừng đẩy mình rơi vào hoàn cảnh vừa mất tiền, vừa mất mối quan hệ. Đối thủ cũng thường tìm cách cạnh tranh không lành mạnh, gây phiền phức cho công việc kiếm tiền của bạn. Bạn cần giữ vững nguyên tắc làm việc của mình, giữ chữ tín với khách hàng. Đôi lúc có thể chịu thiệt một chút, nhưng không ảnh hưởng tới danh dự của mình thì nên chấp nhận. Dù có muốn kiếm tiền nhanh đi nữa, thì cũng đừng nghĩ tới việc dựa dẫm hoặc chiếm đoạt tài sản của người khác. Làm việc gì bạn cũng hãy dựa vào sức lao động của chính mình, như vậy thì tinh thần mới nhẹ nhõm, không bị cắn dứt lương tâm. Ngoài ra, tháng này bạn cũng sẽ phải chi tiêu khá nhiều cho các hoạt động mua bán, sắm sửa. Tốt nhất hãy lựa chọn những món đồ phù hợp với túi tiền của mình, chớ nên chạy theo xu thế của thị trường, đẩy bản thân vào cảnh cháy túi. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, có thể thấy rằng đường tình duyên chính là điểm sáng nổi bật nhất trong vận trình của tuổi Tân Dậu tháng này. Các tinh mộc dục và thái mờ đem lại nhiều mối nhân duyên tốt lành, giúp bạn được đắm chìm trong hạnh phúc. Người còn độc thân đã có cái nhìn tích cực hơn về chuyện tình cảm. Bạn sẵn sàng mở lòng mình để kết nối với mọi người xung quanh. Nếu được bạn bè, người thân giới thiệu cho người quen, bạn cũng chẳng còn giữ thái độ tiêu cực, phản đối như trước nữa. Hơn nữa, bản mệnh cũng đã biết quan tâm hơn đến ngoại hình của mình. Vì thế mà bạn trở nên khác biệt hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Thậm chí một vài người còn gây được ấn tượng sâu sắc với người khác ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Với người đã lập gia đình,
con giáp này và người ấy có thể sắp xếp thời gian để ở bên nhau nhiều hơn. Dù chỉ là những bữa ăn đơn giản, những câu chuyện nhỏ nhặt hàng ngày cũng sẽ có tác động gắn kết mối quan hệ đôi bên. Áp lực công việc trong tháng 11 âm lịch này khá lớn, bạn cũng hãy chia sẻ và tâm sự với người ấy nhiều hơn để đỡ căng thẳng. Stress, bạn không phải chịu đựng mọi khó khăn một mình, bởi gia đình luôn là hậu thuẫn vững chắc nhất của bạn. Xét về phương diện sức khỏe, tháng này, tình trạng sức khỏe của tuổi Tân Dậu khá ổn định, bạn biết quan tâm đến sức khỏe của mình hơn, nên không còn cố gắng quá sức, cuộc sống cũng có nếp sinh hoạt điều độ, khoa học. Tháng này, có thể bạn sẽ tham gia vào khá nhiều buổi tiệc tùng, gặp gỡ bè bạn, hãy nhắc nhở mình ăn uống khoa học, chớ ăn nhiều đồ cay nóng hoặc dầu mỡ, sẽ có hại cho cơ thể. Trong các hoạt động thể dục thể thao, con giáp này cũng cần biết lượng sức mình, không nên cố gắng quá sức kẻo tác dụng ngược. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, tháng này khuyên tuổi Tân Dậu hãy chuẩn bị tinh thần đối diện với khó khăn. Nhưng bạn cũng sẽ gặt hái được không ít thành công nếu như bản mệnh chịu cố gắng không ngừng, bởi công lao của bạn rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. Cục diện tam hợp chỉ ra rằng con giáp này luôn chăm chỉ nghiêm túc trong công việc, vì thế mà mọi nhiệm vụ bạn được giao đều sẽ đạt được những thành tích khá tốt. Hơn nữa, bạn còn là người có tầm nhìn xa trông rộng, có thể hướng dẫn, lãnh đạo mọi người xung quanh và nêu lên những ý kiến đúng đắn, đóng góp cho sự phát triển của tập thể. Những thành tích cao mà tuổi Tân Dậu gặt hái được là hoàn toàn xứng đáng. Một số người có thể được cấp trên cất nhắc lên vị trí quan trọng hơn. Tuy nhiên cũng phải thấy rằng, những thành công mà bạn đạt được có thể biến bạn thành cái gai trong mắt của kẻ tiểu nhân. Ngũ quỷ cho thấy, kẻ xấu luôn rình rập tìm cơ hội cướp mất công lao hoặc hạ bệ danh tiếng của con giáp này. Vì vậy mà làm việc gì bạn cũng cần hết sức cẩn thận, đặc biệt là trong cách nói năng hành xử. Khi đối diện với một vài khó khăn trong công việc, do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm tuyệt, bạn cảm thấy bối rối, lo lắng khi nghĩ rằng công việc của mình còn đang bấp bênh, chưa vững chắc được như người khác. Hãy dành thời gian để cân nhắc về hướng đi của mình. Nếu đã chắc chắn thì hãy cố gắng đến cùng, đừng bỏ cuộc giữa chừng. Còn nếu chưa chắc chắn thì đừng ngại hỏi ý kiến của những người đi trước. Xét về phương diện tài lộc, nhìn chung, phương diện tài lộc của tuổi Tân Dậu trong tháng cuối cùng của năm 2024 này khá ổn định. Dù bạn không có cơ hội phát tài phát lộc lớn, nhưng cũng không phải chi tiêu quá nhiều. Tam hợp cho thấy, dù làm việc trong lĩnh vực gì đi nữa, bản mệnh hãy tập trung và nghiêm túc với nhiệm vụ, bạn ắt gặt hái được thành công và nhận được những khoản tiền thưởng nóng, lời lãi hậu hĩnh. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải chú ý đến tác động của kẻ tiểu nhân. Trong thời điểm này, đối thủ có thể có những động thái cạnh tranh khá gay gắt để giành giật khách hàng. Điều bạn cần làm là giữ vững định hướng phát huy thế mạnh của mình. Khi con giáp này đã có trong tay lượng khách hàng trung thành rồi thì không cần quá lo lắng. Nguyệt lệnh lâm tuyệt cũng khuyên bạn không nên vội vàng bắt tay vào những lĩnh vực mới trong thời điểm cuối năm. Gấp rút như thế này tốt nhất hãy dành thêm thời gian để tìm hiểu và chứng thực thông tin, đồng thời chuẩn bị đủ tiềm lực cho mình để sang năm mới bắt tay vào thực hiện sẽ suôn sẻ hơn. Tuổi Tân Dậu cũng không nên quá sốt sắng nếu như bạn chưa thể gặt hái được thành quả gì lớn trong năm này. Những bài học mà bạn học được trong suốt một năm mới là tài sản quý giá nhất, giúp bạn có thể kinh nghiệm và bản lĩnh để vững vàng hơn trong tương lai. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, có thể nói rằng phương diện tình duyên chính là điểm sáng nhất trong vận trình của tuổi Tân Dậu trong tháng cuối cùng của năm 2024 này. Bạn được tận hưởng niềm hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ dưới tác động của cục diện tam hợp cũng như ngũ hành tương sinh. Người độc thân đã cởi mở hơn khi trò chuyện, tiếp xúc với người khác giới. Bạn cũng tự tin thể hiện các ưu điểm của mình nên khiến nhiều người ấn tượng. Dù đã từng phải chịu tổn thương trong quá khứ, thì lúc này bản mệnh cũng đã vượt qua và sẵn sàng cho những người chân thành với mình cơ hội trò chuyện. Tiếp xúc, bạn nhận ra trên đời này vẫn còn nhiều người xứng đáng để mình trao gửi trái tim. Với người đã lập gia đình, hai người đã biết bao dung hơn cho những khuyết điểm của nhau. Đồng thời cả hai cũng sẵn sàng thay đổi để hòa hợp với đối phương, quan hệ đôi bên ngày một gắn kết, không ai có thể chen chân vào được. Xét về phương diện sức khỏe, sức khỏe của tuổi Tân Dậu trong tháng 12 âm lịch này nhìn chung vẫn tương đối ổn định. Dù bạn phải làm việc khá vất vả, con giáp này luôn tìm cách cân bằng cuộc sống và công việc.
Dù có bận rộn đến mấy, bạn không quên cho bản thân mình nghỉ ngơi đúng lúc. Khi cơ thể khỏe mạnh thì bản mệnh mới có thể tỉnh táo giải quyết những nhiệm vụ hàng ngày. Tháng cuối cùng của năm 2024 này, tuổi Tân Dậu sẽ phải tham gia khá nhiều các hoạt động tổng kết, giao lưu. Vì thế, bạn hãy hạn chế ăn đồ dầu mỡ, hạn chế uống rượu bia. Nếu đầu óc không tỉnh táo thì không nên điều khiển phương tiện giao thông để tránh họa huyết quan. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về tử vi tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 của anh chị tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, và bây giờ sẽ là một được nhiều anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên là đối với nam mạng tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Theo sao chiếu mệnh, sao thái âm. Thái âm là các tinh, phúc tinh, mang tới sự hài hòa, tốt lành về cả công danh và nhân duyên, tốt cho nữ hơn nam. Năm có sao này chiếu, nam mạng Tân Dậu dễ công thành danh toại, gặt hái không ít thành công lớn trong đời. Ngoài ra, sao này còn mang tới lộc về kinh doanh, buôn bán, nhất là bất động sản. Theo niên hạn, hạn Diêm Dương. Gặp hạn Diêm Dương cần thận trọng chuyện làm ăn kẻo vướng vào kiện tụng pháp luật, cãi giả, tranh chấp. Giúp người làm ơn mắc oán, cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông, đề phòng tai nạn bất ngờ. Trong năm có thể có tinh tăng tóc trong nhà. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Dậu 2024, tiến vào năm con rồng, tuổi Tân Dậu nam mạng gặp vận niên mã bị đau, tức ngựa chiến bị thương. Hình ảnh này mang ý nghĩa về sự xông pha, làm bao công chuyện cho người này kẻ nọ để bản thân bị thua thiệt. Nhưng nếu ta thận trọng hơn, suy tính kỹ càng thì sẽ chẳng hề hấn gì, ngược lại còn được ghi nhận và đánh giá cao. Riêng về phương diện tình cảm, mọi thứ đi vào guồng ổn định, các cặp vợ chồng hỗ trợ tốt cho nhau, bản mệnh yên tâm phấn đấu cho sự nghiệp. Nếu còn độc thân cũng dễ gặp được người ưng ý, nhưng có đi tới hôn nhân hay không khó xác định. Cách hóa giải vận hạn. Kích hoạt các tính của sao thái âm bằng phong thủy. Đồ phong thủy, nên sử dụng các đồ dùng hoặc vật phẩm phong thủy bằng vàng, bạc hoặc trang sức có màu đen, xanh biển, ánh kim hoặc trắng như thạch anh trắng, thạch anh đen, đá mặt trăng, topaz xanh dương. Đồng thời hạn chế sử dụng các đồ trang sức hoặc vật phẩm màu xanh lá cây hoặc vàng, nâu. Nên tiến hành đầu tư, kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản. Trong năm được sao thái âm chiếu mệnh, bạn gặp được nhiều vận may về tài lộc. Vì thế nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch lớn, ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tu thân tích đức, hãy luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, không dụ lợi, bởi bản mệnh tốt bụng. Không ngại ngần giúp đỡ người khác thì cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, dù gặp khó khăn cũng không lo không vượt qua được. Cách hóa giải hạn Diêm Dương năm 2024. Hạn Diêm Dương chủ yếu gây hại về sức khỏe, đặc biệt xấu với trường hợp đã mắc bệnh lâu ngày. Để hóa giải vận xấu, gia chủ nên với người đau ốm, bệnh tật, chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời. Cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may nguy hiểm tính mạng. Với người khỏe mạnh, cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao hợp lý. Như vậy cơ thể mới được duy trì ở trạng thái ổn định, đề phòng bệnh tật mỗi khi trái gió trở trời. Về tâm linh, để tích thêm phúc đức cho bản thân, đương số nên làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Đối với nữ mạng tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, theo sao chiếu mệnh, sao thái bạch. Thái bạch là hung tinh gây hao tán tiền của rất mạnh. Dân gian có câu thái bạch quét sạch cửa nhà, công việc kinh doanh có tiểu nhân quấy phá, mất tiền mất của, có thể trắng tay, đề phòng quan sự. Xấu nhất là tháng 2, 5, 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Theo niên hạn, hạn Thiên La. Gặp hạn Thiên La dễ bị phá phách không yên trong công việc và cả hạnh phúc gia đình. Đương số dễ đau ốm không khỏi, hao tốn tiền bạc. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Dậu 2024, sang năm Giáp Thìn, tuổi Tân Dậu nữ mạng gặp vận niên mã bị đau, tức ngựa chiến bị thương. Hình ảnh này mang ý nghĩa về sự xông pha, làm bao công chuyện cho người này kẻ nọ để bản thân bị thua thiệt. Nhưng nếu ta thận trọng hơn,
Suy tính kỹ càng thì sẽ chẳng hề hấn gì, ngược lại còn được ghi nhận và đánh giá cao. Riêng về phương diện tình cảm, mọi thứ đi vào guồng ổn định, các cặp vợ chồng hỗ trợ tốt cho nhau, bản mệnh yên tâm phấn đấu cho sự nghiệp. Nếu còn độc thân cũng dễ gặp được người ưng ý, nhưng có đi tới hôn nhân hay không khó xác định. Cách hóa giải vận hạn. Hóa giải sao Thái Bạch bằng phong thủy. Hạn chế dùng đồ trắng, vì sao Thái Bạch thuộc hành kim nên trong năm đương số tránh mặc hay dùng những đồ màu trắng là tốt nhất. Màu sắc nên thường xuyên sử dụng hoặc tiếp xúc gồm đen hoặc xanh dương. Đồ phong thủy, có thể dùng những đồ trang sức phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, sẽ giúp mệnh chủ hóa sát cầu an. Việc dùng người nên thận trọng, chớ tin người thái quá kẻo bị lợi dụng hoặc lừa gạt khiến tiền mất tật mang. Tích cực làm việc thiện, có quan niệm cho rằng nếu không muốn bị quét sạch của nhà, mệnh chủ nên lấy tiền của đi quyên góp giúp đỡ người nghèo khổ, làm việc tốt, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Cách hóa giải hạn thiên la năm 2024. Về sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức không rõ nguồn cơn. Những căn bệnh kỳ quái dù tiêu hao tiền của chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống và tập luyện thể thao hợp lý. Về mặt tình cảm, cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng trong các mối quan hệ xã giao. Về tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xé ra to. Về mặt tâm lý, gia chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống. Không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng. Điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng, dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Quý vị thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 trong 3 tháng cuối năm 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những video tiếp theo.